Chiều nay, đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Trong thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Ninh Bình đã quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các quy định văn bản của Trung ương, của ngành và của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường, vai trò của các tổ chức đoàn thể được nâng cao. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đảm bảo yêu cầu đề ra. Đơn vị đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại các phòng thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện đảm bảo chất lượng. Qua đó đã góp phần tạo điều kiện cho ngành thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm, hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ công chức tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đồng thời tạo được sự đồng thuận, thống nhất, góp phần xây dựng đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Đỗ Việt Anh ghi nhận và biểu dương sự nghiêm túc và hiệu quả trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo các quy định của Trung ương, của ngành và tỉnh, của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cần khắc phục một số tồn tại hạn chế như cần thường xuyên chủ động tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị trong ngành, tăng cường tuyên truyền, quán triệt thực hiện quy chế dân chủ đối với đội ngũ cán bộ công chức trẻ mới vào ngành, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của các cấp ủy, quy chế của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát Ninh Bình. Từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng ngành Kiểm sát Nhân dân không ngừng vững mạnh.